Hai hãng bảo mật hàng đầu thế giới là Kaspersky và Symantec vừa tìm thấy những bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa mã độc tống tiền WannaCry với nhóm hacker Triều Tiên, được biết tới với tên gọi là Nazarus Group. Các chi tiết kỹ thuật của một phiên bản ban đầu của WannaCry có những điểm tương đồng với mã sử dụng trong một vụ tấn công mạng năm 2015 được quy kết là do hacker Triều Tiên đứng sau. Lazarus Group còn được biết tới là một nhóm chuyên sử dụng Bitcoin, cũng như nhắm vào loại tiền ảo này trong chiến dịch tấn công mạng, đã tập trung nghiên cứu Lazarus trong suốt nhiều năm. Kaspersky cho biết là Lazarus điều hành một xưởng sản xuất mã độc chuyên tạo ra loại mã độc mới thông qua nhiều phương tiện phát tán độc lập. Và cũng theo nhận định của Kaspersky, thì mức độ tinh vi của vụ tấn công mạng lần này ở mức là không thường thấy ở giới tội phạm mạng. Thủ phạm chắc chắn phải là một tổ chức cực kỳ gian xảo và có khả năng kiểm soát hoạt động toàn diện. Thế nên Lazarus không chỉ là một nhân tố đe dọa hàng đầu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng có thể những kẻ đứng sau vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu lần này đã cố tình sử dụng loại mã độc tương tự với loại mà Lazarus đã dùng để đánh lạc hướng của giới điều tra. Hãng sản xuất phim nổi tiếng của Mỹ là Walt Disney cũng là một trong số các nạn nhân của vụ tống tiền qua mạng này. Theo giám đốc điều hành của Walt Disney, thì các tin tặc đã nhắm đến hãng này và đánh cắp một bộ phim chưa phát hành và đe dọa là sẽ phát tán 5 phút đầu tiên của phim nếu như những yêu cầu của chúng không được chấp thuận, và sau đó sẽ phát tiếp các phần đoạn phim cho đến khi chúng nhận được khoản tiền chuộc. Và theo nhiều phán đoán thì bộ phim bị đánh cắp chính là phần 5 của series phim ăn khách cướp biển Caribe. Vâng, và không chỉ Walt Disney mà ngay cả Hollywood thì cũng đã trở thành mục tiêu béo bở của giới hacker. Trước đó thì 10 tập của mùa mới của loạt phim truyền hình là Orange is the New Black, tựa Việt là Trại giam kiểu Mỹ, thì dự kiến phát sóng vào ngày 9 tháng 6 đã bị phát tán ở trên mạng sau khi nhà sản xuất Netflix đã từ chối trả cho tin tặc một khoản tiền chuộc mà chúng yêu cầu. Hay như là hồi năm 2014 thì hacker cũng đã làm tê liệt Sony Pictures và yêu cầu hãng này hủy bỏ lịch phát hành bộ phim hài The Interview, cuộc phỏng vấn, kể về vụ ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.